Thưa quý vị, chiều nay 13 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ nước Cộng hòa Belarus và đại sứ Ai Cập tới trình quốc thư. Tiếp đại sứ nước Cộng hòa Belarus, ông Vladimir Baravikov, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, nhất là trong giai đoạn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, ngài đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Đại sứ Belarus Vladimir Baravikov cho biết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện. Khẳng định Belarus coi trọng quan hệ truyền thống với Việt Nam. Đại sứ cho biết sắp tới lãnh đạo cấp cao Belarus sẽ thăm Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Belarus là một trong những nước đầu tiên công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Cảm ơn Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, lao động sinh sống tại Belarus, đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Mong muốn chính phủ Belarus tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam sinh sống tại Belarus trong thời gian tới. Tiếp đại sứ Cộng hòa Ả Rập Ai Cập bà Aman Abdel Kader El Salama trình quốc thư. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ai Cập và coi Ai Cập là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị thế quan trọng của Ai Cập tại châu Phi và trên thế giới. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác để sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Việt Nam luôn mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ai Cập. Chủ tịch nước mong muốn Ai Cập duy trì cấp học bổng đào tạo tiếng Ả Rập cho sinh viên Việt Nam, xem xét cấp học bổng đào tạo cán bộ chuyên gia về tiêu chuẩn HALA cho Việt Nam. Đại sứ Ai Cập trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và gửi lời chào của Tổng thống Ai Cập tới Chủ tịch nước. Đại sứ Ai Cập đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN, Liên Hợp Quốc. Với những hiệp định hợp tác hai nước đã ký kết, đại sứ đề nghị hai bên giả soát và thúc đẩy triển khai để mang lại hiệu quả hơn nữa. Cho biết, nhân dân ai cập luôn đánh giá cao nền văn hóa đặc sắc cũng như lịch sử của việt nam đại sứ mong muốn hai bên có nhiều biện pháp thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này bởi ai cập cũng là quốc gia có nền văn hóa độc đáo cũng trong chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng huân chương dũng cảm cho đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai vì đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó vào sáng ngày 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương khen ngợi đại úy Thái Ngô Hiếu với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ công an nhân dân đã nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước vào sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là hành động nghĩa hiệp, cao cả, được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần đừng kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Melanie Jolie, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, nhân dịp bà đến thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,5% so với năm 2020. Hai bên cũng tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ từ năm 1990 đến nay hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị bà Bộ trưởng Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, năng lượng sạch và tái tạo, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, nhất là mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Canada nhiều hơn nữa. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Canada, góp phần thắt chặt giao lưu giữa hai nước, đồng thời mong Canada quan tâm tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam quay trở lại Canada sau các đợt dịch. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Jolie nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ và khẳng định năm 2023 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bộ trưởng Jolie cho biết chuyến thăm nằm trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới của Canada. Theo đó, Canada mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với một số nước ở khu vực, trong đó Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Jolie đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại COP26. Bà khẳng định Canada muốn đa dạng hóa, mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu nông sản, xóa đói giảm nghèo bà mong muốn hợp tác hơn nữa với việt nam trong khuôn khổ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cảm ơn việt nam đã hỗ trợ canada thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa canada và asean bộ trưởng ngoại giao jolie đánh giá cao thành công đóng góp và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt nam và du học sinh việt nam tại canada hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới Sáng nay lễ khai mạc hội báo toàn quốc 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham dự hội báo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận đội ngũ làm báo và các cơ quan báo chí đã chủ động, linh hoạt, bám sát cơ sở và phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo động lực trong xã hội củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng nhà nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu, kết quả phòng chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế xã hội và những kết quả bước đầu rất quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng chúc những người làm báo cả nước luôn đầy nhiệt huyết và khát vọng, chuyên nghiệp và sáng tạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo năm nay sẽ có 4 khu vực trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022, bao gồm báo Tết Dương lịch, số Xuân nhâm dần 2022, Tất niên Tân niên. Các khu vực trưng bày sẽ bắt đầu từ hôm nay 13 tháng 4 và kéo dài tới ngày 15 tháng 4 tại Bảo tàng Hà Nội. Chiều nay tại Báo Nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng biên tập Báo Con Tum, Chủ tịch Hội nhà báo Con Tum dẫn đầu đoàn công tác tới thăm Báo Nhân dân. Bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của Hội nhà báo tỉnh Con Tum và Báo Con Tum trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ làm báo tỉnh Con Tum nhằm chia sẻ với những khó khăn về trang thiết bị làm việc của báo Con Tum. Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, báo Nhân dân quyết định hỗ trợ 5 bộ máy tính mới để góp phần giúp báo Con Tum đổi mới về phương tiện, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ về mặt kỹ thuật cũng như công cụ làm báo hiện đại. Cảm ơn sự chia sẻ của đồng chí Lê Quốc Minh và báo Nhân dân. Tổng biên tập báo Con Tum Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, sự hỗ trợ của báo Nhân dân sẽ góp phần giúp báo Con Tum đổi mới về phương tiện, tạo điều kiện để báo Con Tum thực hiện đề án nâng cấp báo điện tử. Nhằm nâng cao kiến thức và hỗ trợ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại trước các vấn nạn xã hội, hôm nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố website bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội và ứng dụng di động dành cho trẻ em thanh thiếu niên tại Đà Nẵng tại địa chỉ bảo vệ trẻ em đà nẵng.vn. Theo kết quả một cuộc điều tra về phụ nữ và trẻ em toàn quốc giai đoạn 2020-2021, phần lớn trẻ em gái, trẻ em trai không có kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông, dẫn đến nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều trẻ em gái và trẻ em trai bị xâm hại trên môi trường mạng website bảo vệ trẻ em đà nẵng vn và ứng dụng di động trẻ em đà nẵng là kênh mà trẻ em và gia đình có thể truy cập để chia sẻ tư vấn để nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi gặp các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em chăm sóc sức khỏe tâm thần tâm lý xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố đây cũng là cầu nối giúp phụ huynh thấu hiểu hơn về những tâm tư tình cảm và tâm lý của con cái từ đó rút ra cho mình phương pháp dạy phù hợp hoạt động là một trong những việc làm thiết thực của thành phố đà nẵng trong việc phòng ngừa bạo lực đồng thời thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em